kênh, subscribe, like hay share các video là các bạn đã giúp đỡ kênh rồi. Chân thành cảm ơn. Bây giờ chúng ta qua mục 1.6, thực hành tạo lập một đồ án đơn giản theo BIM ở trang 78. Chúng ta vào mục 1.6.1, tạo model kiến trúc. Ở bước 1, các bạn xóa hết những cái thứ linh tinh chúng ta đã tạo của model kết cấu. Sau đó các bạn save lại, rồi các bạn close file. Ở bước 2, các bạn click vào New Model. Sau đó các bạn click vào Browse. Các bạn tìm vào cái thư mục BIM, 2 Resource, 3 Template. Rồi vào của bộ môn kiến trúc 11AA, vào 2025, vào thư mục 00 Generic. Và các bạn chọn cái template là AA là của kiến trúc, template là loại file là template, 25 là version review 2025, GE là Generic chung chung. Các bạn click Open, rồi OK. Ở bước 4, các bạn click vào File, Cell A, Project. Sau đó các bạn click vào Option. Maximum Backup các bạn để là 3 file. Thumbnail Review là cái hình review khi chúng ta open file á, chúng ta click vào cái file cái nó hiện cái hình review bên đây ha. Thì Thumbnail Review các bạn để là 3D View. Rồi các bạn check vào Regenerate if view sheet is not up to date. Sau đó các bạn OK. Ở bước 5, các bạn tìm vào cái thư mục BIM 1 Project 2025 đồ án học Revit Work in Progress. Rồi vào 11AA, sau đó vào 1 Work in Progress của AA. Các bạn save chồng lên cái file model kiến trúc có sẵn ở đây. Rồi các bạn chọn là Z để chồng lên cái file cũ. Bây giờ tôi đổi thành tỷ lệ 1/200 cho các bạn dễ nhìn. Trong quá trình làm gì các bạn muốn đổi thành tỷ lệ nào đó thì tùy. Làm sao cho nó tiện cho các bạn thôi. Ở bước 6, trong level 1, các bạn thấy level 1 là nó đậm lên nè. Nó đang active nè. Ở trên đây nó cũng ghi chữ level 1 ở đây. Các bạn vào tab Architecture. Các bạn chọn công cụ là Rig. Thực ra cái panel Datum Data này, các bạn làm bên Rig của kiến trúc hay bên rig của kết cấu y chang nhau hết, không khác gì nha. Rồi các bạn chọn công cụ rig, sau đó mình tạo các rig, mà nhớ là mình tạo ở trong bốn cái icon mặt đứng này để nó thấy bốn cái mặt đứng, tạo bên ngoài thì nó không thấy được các cái mặt đứng. Nếu công trình của chúng ta lớn hơn bốn cái icon mặt đứng này thì mình dời nó ra như những video trước tôi đã nói. Đầu tiên các bạn click vào một điểm bất kỳ trên màn hình, kéo từ trên xuống dưới, rồi click điểm thứ hai, nó xuất hiện cái rig một thế này. Sau đó các bạn đưa con chuột vào ngang cái đuôi ở trên nè, cái điểm ở trên cùng nè, các bạn kéo ngang qua. Các bạn thấy cái đường giống chấm đứt đó, có nghĩa là nó đang ngang mặt với dao để nó khóa lại. Và tôi cần 6m cho nên tôi canh là 6m. Sau đó click điểm thứ nhất trên đây, kéo xuống bên dưới. Thì khi kéo xuống bên dưới á, các bạn cũng rà rà ở đây nè, các bạn thấy xuất hiện cái đường giống chấm đứt màu xanh á, có nghĩa là nó ngang đầu với cái rig đã tạo sẵn. Các bạn click vào đây, các bạn thấy nó xuất hiện hai ổ khóa nè. Đó, cái ổ khóa này để chi vậy? Bây giờ tôi escape hết lệnh ha, để sau này tôi nắm đầu nó tôi kéo con thằng nè, thằng này nó đi theo nè. Rồi tiếp tục, tôi cũng gọi cái công cụ là rig. Tôi đưa ngang qua đây. Khi các bạn canh ngang mà canh cái kích thước nó hơi khó đó, thì các bạn có thể đánh số trực tiếp vào. Các bạn đánh 9, 1, 2, 3, 9000 là 3 số 0. Hoặc các bạn đánh 9M nó cũng hiểu. Rồi các bạn enter một cái là nó bắt cái điểm đầu tiên ở đây à, là nó ngang đầu nó rồi. Sau đó mình kéo thẳng xuống đây, mình canh xuất hiện cái đường giống, mình click đăng cái. Rồi mình có rig 3. Tiếp tục mình click từ ở bên phải, mình kéo ngang bên trái à, nó xuất hiện cái rig 4 này. Đưa con chuột vào số 4, các bạn click vào số 4 cái, các bạn đánh chữ A, rồi các bạn click ra bên ngoài. Lập tức nó xuất hiện chữ A ở đây. Và các bạn lưu ý là mình vẽ đúng cái phương, mình vẽ từ trên xuống dưới thì bong bóng đầu rig xuất hiện bên dưới. Nếu vẽ ngược lại từ dưới lên trên thì bong bóng xuất hiện đầu trên. Vẽ đúng cái phương để sau này mình quản lý nó dễ hơn. Tiếp tục tôi canh ngang cái đầu rig của A này, tôi đánh là 4m. Rồi tôi kéo ngang qua đây thì nó xuất hiện rig B cho mình. Rồi tôi canh ngang đầu rig của rig B nè, tôi đánh là 7m. Tôi kéo ngang qua đây thì nó xuất hiện cái rig C cho mình. Sau đó các bạn escape hai lần hết lệnh. Khi các bạn làm việc nhớ mình chỉ dời bốn cái icon mặt đứng, mình không dời những cái mặt bằng này. Nhưng mà bây giờ mình mới vẽ có cái rig không à, cho nên mình dời cái mặt bằng này cũng được ha. Mình dời cái rig này cũng được, dời nó vô giữa cho nó đẹp. Trong quá trình mình vẽ thì mình cũng phải dọn dẹp cho nó đẹp để mình có hứng thú làm việc. Sau khi mình vẽ rig xong á thì mình đo cái kích thước liền, để nếu có sai á thì trong giai đoạn này mình sửa nó dễ. Mình vẽ tùm lum hết rồi á là mình mới đo kích thước, phát hiện sai thì mình sửa nó cực hơn. Để đo kích thước thì trong Quick Access Toolbar nó có công cụ Align Dimension đây. Các bạn click vào nó một cái. Rồi các bạn click vào cái rig 1, click vào cái thân rig 1 nè. Sau đó các bạn click vào rig 3, click vào thân rig 3. Rồi các bạn đưa con chuột ra khoảng trắng màn hình, các bạn kéo xuống, các bạn canh ngay cái vị trí nào mà mình muốn á ha. Và lưu ý thế này nè, nhiều bạn mới bắt đầu sử dụng Revit thì không có biết cái nguyên tắc mà Revit nó áp dụng cái hệ nhị phân.
các bạn click vào rig 3 lần thứ nhất, có nghĩa là các bạn chọn rig 3. Nếu các bạn để con chuột trên thân rig 3 này, các bạn click cái nữa thì có nghĩa là bỏ chọn. À, lưu ý chỗ này nha. Mình click trên thân rig 3 xong mình đưa con chuột ra bên ngoài màn hình, rồi mình kéo xuống cái vị trí nào mình canh giữ á, các bạn click chuột trái vào màn hình trái, nó xuất hiện cái kích thước nè. Sau đó các bạn đo cái kích thước chuột, đây là kích thước tổng mình đo trước ha. Mình đo cái kích thước chuột, mình click vào rig 1, click vào rig 2, xong rồi click vào rig 3. Rồi mình đưa chuột ra ngoài khoảng trắng màn hình. Bây giờ lưu ý chỗ này nè, các bạn kéo cái con chuột ra ra, các bạn thấy nó hết cái kịch đây không? Đó, thấy hết cái kịch đây không? Đó, nó giật vào đây cái, nó hết vào đây cái, thì mình click chuột trái. Đây là khoảng cách định trước nè. Đo kích thước chuột thì các bạn nên đo liên tục. Để chi vậy? Để khi mình cần dời nó, các bạn nắm kéo nó nè, dời nguyên bầy nó đi. Chứ nếu các bạn đo từng khoảng thì các bạn dời nó đi rất là cực, mất công. À, tương tự ở cái phương đứng, tôi cũng chọn là Align Dimension. Đo kích thước tổng trước, click vào rig C, xong rồi đưa con chuột ra khoảng trắng màn hình. Rồi canh canh vị trí nào mà vừa, mình click chuột trái cái. Rồi đo kích thước chuột, mình click vào rig A, click rig B, click tiếp tục rig C. Rồi mình đưa con chuột ra ngoài cái rig C, cái mình canh canh nè, canh canh khoảng nè. Các bạn thấy nó hết cái kịch đó ha, cái kịch. Vậy thì cái khoảng hít này, mình sẽ đáp mình định trước. Vậy thì khi mà mình đo mà có hít vậy á, thì khoảng từ đây tới đây, với khoảng từ đây đến đây nó bằng nha. Trong toàn bộ cái project của mình, toàn bộ cái bộ bản vẽ của mình, các cái khoảng dim nó đều là một khoảng thống nhất giống nha, thì cái bản vẽ của mình nó mới chuẩn được. Rồi sau khi mà vẽ xong, đo xong á, thì mình có thể nắm đầu nó, mình kéo ngắn ngắn lại như thế này. À, bây giờ tôi qua bước 8. Trong tab Architecture, các bạn mở cái công cụ Wall ra, chọn là Wall Architecture Raw. Các bạn lưu ý là tường kiến trúc vẽ riêng, tường kết cấu vẽ riêng nha, chia thành hai loại. Mình chọn là Wall Architecture Raw là tường kiến trúc. Sau đó trong property các bạn chọn cái loại tường là basic wall generic 200mm, là cái tường chung chung dày 2 tấc. Mình hiệu chỉnh cái base constraint, nó là level 1, là cái chân tường ở cái tầng 1. Top constraint các bạn mở mũi tên ra, các bạn chọn là up to level 2, là cái đỉnh tường ở level 2. Chỗ mục location line là đường định vị tường, các bạn vẫn giữ là wall center line. Các bạn mở ra đây thì có nhiều cái đường định vị tường ha. Đó, thì cái này chúng ta học ở những chương sau. Bây giờ chúng ta đang đi tổng quan cho nên chúng ta cứ giữ là wall center line. Có nghĩa là chúng ta vẽ cái tường thì cái đường định vị nó là tim của cái tường. Cái tường xuất hiện hai bên của cái tuyến vẽ. Bây giờ mình tạo lập cái tường nè. Các bạn đưa chuột vào vị trí giao của rig A1 đây. Các bạn click chuột trái. Lên rig C, click chuột trái ở đây. Rồi qua rig 3, kéo xuống rig B, kéo qua rig 2, kéo xuống rig A, rồi kéo về đây. Sau đó các bạn escape hai lần hết lần. Và các bạn thấy tôi vừa tạo cái tường theo chiều kim đồng hồ, thấy không? Theo chiều kim đồng hồ. Tại sao phải tạo lập theo chiều kim đồng hồ? Bây giờ tôi click vào cái tường nè, các bạn thấy có cái nút flip ở đây nè, hai cái mũi tên nè, thấy không? Cái mặt nào của tường mà có cái nút này, cái mặt đó là mặt ngoài của tường. À, cái mặt ngoài của tường với mặt trong của tường phải phân biệt cho rõ. Tại sao vậy? Bởi vì cái sơn nước ngoài mắc hơn sơn nước trong. Vật liệu hoàn thiện bên ngoài có thể khác vật liệu hoàn thiện bên trong. Lớp tô bên ngoài có thể chiều dày khác lớp tô bên trong. Nếu các bạn lỡ vẽ sai cũng sao hết, các bạn click vào cái nút flip nè, các bạn click nó một cái, nó lật ngược trở lại đây, thấy chưa? Đó. Bây giờ tiếp tục tôi gọi cái công cụ là Wall Architecture. Những cái này các bạn đã chỉnh rồi thì nó giữ yên ở đây. Vừa làm trước đó như thế nào thì nó giữ yên ở đó. Bây giờ các bạn mới click vào cái property nè, các bạn đổi thành cái loại tường khác. Chọn cái tường là interior, là nội thất nè, block wood 100, chọn là tường này. Rồi các bạn vẽ trục 3C cái góc này nè. À, thì trong Revit các bạn vẽ cái hình dáng trước rồi các bạn hiệu chỉnh kích thước sau thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với việc các bạn canh cái kích thước trước. Bây giờ giả sử tôi cần cái vệ sinh ở đây cho nên tôi vẽ đại hình dáng đây, từ đây kéo qua đây rồi kéo qua đây. À, tường bên trong thì các bạn lưu ý là không quan trọng mặt trong mặt ngoài, nhưng chúng ta cứ làm việc theo chiều kim đồng hồ để tạo thói quen. Sau khi vẽ cái hình dáng tường xong, tôi mới dùng cái công cụ là Dimension, Align Dimension. Tôi đo hai cái tim tường này. À, rồi tôi đo hai cái tim tường này. Thì khi mà đo đó, các bạn lưu ý ở đây có option nè. Nếu nó là wall center line thì nó ưu tiên chọn ngay tim tường. Nếu các bạn đổi nó lại thành là wall face thì nó ưu tiên mặt tường ha, tùy cái trường hợp mà mình đo mình cần ưu tiên cái nào. Rồi, sau khi đo xong tôi escape hết lệnh. Giả sử tôi muốn cái tường này, cắt cái tường này là 2m6. Vậy thì tôi click vào cái tường này, nhớ nghe, mình click vào cái tường nha. Rồi mình mới đưa con chuột vào cái dimension này mình đã đo nè. Click cái tường trước rồi mới đưa con chuột vào cái nút dimension này. Cái số nó các bạn thấy nó xanh lên nè, thấy chưa? Click vào cái số này. Rồi mình chỉnh là 2600. Sau đó mình click ra khoảng trắng bên ngoài, lập tức cái tường này nó chạy vô để khoảng cách này đúng 2m6 như mình mong muốn. Thì lưu ý là mình click vào cái tường, cái số của dimension nó hiện màu xanh thì mình click vào cái số thì mình mới sửa được. Còn nếu các bạn không click vào cái tường mà các bạn click vào cái số, các bạn double click cái nó nhảy lên cái bảng này. Cái bảng này mình học ở chương sau. Tương tự tôi click vào cái cạnh tường này,
tôi click vào cái số trên kích thước nè, rất là may mắn là dễ đúng 3,5 luôn. À, rồi các bạn muốn chỉnh cái số nào đó thì tùy ha. Rồi ở đây tôi thiết kế là 3,5 cho nên tôi giữ nguyên 3,5. Sau đó các bạn save lại, rồi các bạn close file. Vậy là mình đã tạo xong cái model kiến trúc. Sau khi kiến trúc họ vẽ được cái tường rồi thì cái cách làm việc theo kiểu cũ á, theo kiểu truyền thống của chúng ta đó là kiến trúc tiếp tục làm tiếp, tiếp tục làm tiếp, tiếp tục làm tiếp. Nhưng như vậy á là lúc đó là kết cấu ở không à. Cho nên á là kiến trúc vẽ cái tường xong rồi như thế này á thì kết cấu bộ môn của chúng ta đã bắt đầu có thể bố trí cột được rồi. Và chúng ta chậm hơn một nhịp đối với kiến trúc. Nhưng sau đó chúng ta sẽ làm việc song song đồng thời với họ thì cái đồ án chúng ta làm mới nhanh được và các bộ môn nó mới không đá nha. Để mua sắp, các bạn vui lòng đọc hướng dẫn trong phần mô tả của video. Video này đến đây là kết thúc. Chúc các bạn thành công. Chỉ cần đăng ký kênh, subscribe, like hay share các video là các bạn đã giúp đỡ kênh rồi. Chân thành cảm ơn.